mình chào các bạn nha. Hiện tại mình đang ở Phúc Ninh ha các bạn. Thay chiếc kho với chiếc Bellingwood này. Ủa chiếc kho này không lẽ chiếc kho. Chiếc kho này được gắn máy 6 không lẽ của chú Nam ta. Để mình coi nha các bạn. Trời ơi, mì gì đâu trúng quá trời các bạn ơi, coi cũ nè. Hấp đi cũ không? Đó, hai hàng ha. Các bạn coi đóng cũ nè. Cũng dám ăn cũ nha các bạn, cái này tầm giá 45 tấn nha các bạn. 45 tấn cũ luôn. Để mình coi thử xe ai nha các bạn. Có phải chiếc cái 5000 gác máy 6 hay không? Chiếc bên kia là 892 à. Hai chiếc đi cặp chung à. Chiếc bên kia lên máy lạnh luôn nha. Không phải chứ bạn ơi, các bạn ơi. Chiếc này là chiếc 7600 ha. Ủa sao 6 7 6. 66 các bạn ơi, chiếc 66. Bốn máy mà tiếng máy nó nghe phê quá ha. Năm rồi mình có quay chiếc 66 chở đám đất này nữa nè các bạn. Năm rồi có quay chở đám đất này nữa ha. Năm nay cũng gặp lại ha. Lên gần đây rồi. Xin chào. Xin chào các bạn, 11 giờ chưa về các bạn ơi. Xin chào. Là mình chạy ra tới ngoài kia luôn hả anh? Ngoài kia là cũ của mình luôn không? Thấy cũ còn quá trời luôn mà. Đám này cũ quá luôn các bạn ơi. Mì này trúng. Đất này khô làm cũng sướng ha. Hai chiếc đi cặp kè luôn ha. Bữa nay nhổ nhiều lắm hả anh? Không mấy hả? 5 xe hả? Xe này chắc cũng từ giá 8 tấn 9 tấn ha. 40 tấn hả? Cái thân của cây 140 này giờ nó lớn lắm nha các bạn. Nó lớn, nó cao lắm nè. Bên đây còn đám nè. Đây còn đám nè. Đám đất này nó cao hơn đất bên kia nha. Giờ chắc cho chiếc kho này ra trước á. Chiếc kho này nặng rồi nè. 6 6. Hình như năm rồi chiếc 66 cũng chở ở đây phải không cưng? Tại năm rồi có quay à. Nhắm tới hả? Cái ra ngoài kia, chiếc này ra ngoài kia trước ha. Tại giờ trong đây nó thành nó nặng rồi. Nặng rồi để cho chiếc bên kia chở nha. Bữa nay đã các bạn gặp một cặp ha. 66 và bên kia 892 nha. Đấy. Hai chiếc một lớn thôi nha các bạn. Một lớn thôi nha. Cái đường ra khúc ngoại lầy quá ha. Đường ra quá lầy luôn. Cái này 66 hả? 6. Chỗ sau là ô tan đi hết các bạn. Chỗ sau là 18-4-30 ha. 30-34 nè. 30. Chỗ trước là 12 nè, 12-4-24 ha. Rồi ra ngoài kia trước á. Ra ngoài kia trước để chắc ngoài kia trước ha. Cầu bên đó. Đầu vô
đầu hông ha, đầu cứ cá ha. Ra trước quá. Rồi ra luôn. Ra luôn. Ra ngoài kia trước. Sử dụng cầu đẩy nha các bạn, còn cầu trước không có xài nha, đất ở đây khô lắm. Để coi vô dây nào trước đây. Rồi 66 thì nó chỉ có 75.5 HP thôi ha các bạn.
mà nó hai cầu nhìn thấy nó cũng rất mạnh ha. Thế là chẻ vô cái gò này lấy hai bên thôi các bạn. Còn một dây dài nè, dài cả một kia luôn ha. Rồi, dài ra đằng đó đó. Nãy giờ lên bộ có 300 mét rồi các bạn ơi. Xa quá xa. Đây dắt dài ra các bạn. Đây đây tới 3 giây lên nha. 3 giây là dài tới rồi đó. Mì nay tụt giá các bạn, nay còn 3.800 thôi nha. Mấy bữa trước 3.900 ha, bữa nay còn 3.800 à. Sao té luôn rồi. Mì này trúng nha các bạn. Mì này mình đánh là từ giá 40 trên 40 tấn nha các bạn. Nói chung ở Phước Ninh ít khi nào mà được 35 tấn lắm. Đa số là từ 35, 37 tấn trở lên. 35 tấn là thất chứ lắm rồi đó. Cái đường ra chút phê lắm các bạn. Cho các bạn coi cái đường ra nha. Đường ra này phê lắm. Cái đường ra phê bó phê ha. Năm ngoái cũng vậy, năm nay cũng vậy. Hay là mới vô vụ đó các bạn. Nó chưa có lại nhiều ha. Này lúng tới chân chưa ta? Giờ lát tới đây vậy là cưng phải nhào qua luôn ha. Coi thấy đường ra không? Rồi, tại chỗ nào ra quay tiếp ha các bạn. Hết biết cái đường. Rồi, bây giờ vậy là lên một hai cần nữa là chiếc này ra luôn nha các bạn. Tại vì chỗ này nó mềm nè. Chỗ này nó mềm ha, nên nó là ôm ra luôn nha. Công mình Phước Ninh luôn hả chị? Tân Hưng ha. À. Bữa nay dán nhổ cho hết luôn nên hơi nhiều ha. Chị kìa nhắm tới. Chiếc đó lên máy lạnh ha, nên đó là tài xế ngồi ở trong sướng. Bạn nghe găm tay vô. Đã ha. Nhổ đống này, hốt đống này nó xong rồi ra. Hốt cái dài cần quên này chứ không cần dắt lên. Rồi, ra nha các bạn. Cái hơi nó bị hơi nó bị xì á, nên là mỗi lần nổ máy phải đạp lấy hơi.
cộng dây câu ro nó kêu ha, kêu dây câu ro. Rồi một lát các bạn coi đường ra nè, nó xây dựng cho nó chân nó cứng các bạn, chân nó cứng mình đi cũng dễ nha, nhưng mà tại nó dơ thôi. Rồi, lên đòn chiếc này ra các bạn, chiếc này ra trước nha. Giờ đợi chiếc 892 ra lượt lên nha các bạn. Thì tốc công của mình dòng qua đây thì cũng 18 người à. 18 người nên nó là lên cũng rất nhanh ha. Bây giờ gắng lấy cho hết nha các bạn. Này thì cái nữa là nhóm ra ngoài nè. Nhóm ra ha. Này lấy xong chắc ghe lại quá, tại vì cái bên đây nó đất nó xấu các bạn, bên đây đất nó xấu ha, nên là bên kia nó khô hơn, chắc lẽ là ghe lại ha. Rồi khi nào nhóm tới hay ghe lại mình quay tiếp nha các bạn. Dạ, đóng bẩn lên ha các bạn, đóng bẩn lên lên cho dễ ha, đóng bẩn lại là sao đậu tới ra xong à. Trời, bà té luôn rồi kìa. Ngồi trên cho thấy gì nó mát ha. Trên nó cao quá. Cao mát. Rồi ok ha. Bỏ cái đòn lên lại. Bên đây 2 đống, bên kia chắc cũng 4 đống là 6 đống ha. 6 đống này nữa là xe hoành lại ha. Hoành lại xuống qua chỗ kế với chiếc Ford 66. Chân. Tới giờ đó. Gác lên trên luôn đi. Gác lên trên ở đây trên. Gác bỏ nó luôn. Bỏ lên đây ghe lại á. Rồi. Ghe lại xuống dưới kia chắc hết các bạn. Rồi anh ghe lại. Chiếc này đời 211 thôi các bạn. Rồi. Thổi cầu luôn nha. Chỗ này nó hơi ướt. Chắc phải gắn gài cầu trước vô luôn. Xì dây hơi à. Có lủng hả? Giờ đó có dây gàng quấn lại giữa chân à. Thấy vậy chứ nó nằm ở đó nó kẹt 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 nó cũng dễ bị xì ha. À. Để coi nó xì cái đó là mình chẳng thắng không ấy thôi hả? Nó chẳng sử dụng thắng ha. Cầu. Cốc cầu ha. Cốc gài cầu. Này ghe nữa là tới. Tới đây em hơn á.
lấy hơi lại, nó bị xì hơi ra. Con này cầu lớn nha các bạn. Cái cầu 8 hay cầu 11 đây. Vậy là xuống ngay cái đường này xuống đây luôn á, là cong nó giác hơi sai chút xíu ha. Đó anh chưa gài con trước nữa. Vô đầu lên ha các bạn. công lại cây tràm là kia ngồi hết rồi. Rồi mình cũng kiếm chỗ mình nghỉ các bạn ơi, khi mà hai chiếc chạy ra xong mình quay tiếp nha các bạn, chứ giờ mình cũng hết lắm luôn rồi. Quá nắng luôn. Cái này là cái này chắc nhóm tới chút xíu nữa quá. Tại không dám ra trước các bạn, tại vì sợ chiếc kia chở không hết á. Có gì giục cái chiếc này ít nữa ha. Luôn cho công giác cho đỡ chút xíu ha, nhưng mà cái đó lên cái đít hơi cao quá. Rồi ok, chịu khó giác xa chút xíu ha các bạn. Từ đằng đó còn 2 giây như mấy đóng ở trong chạy tới dài tới đây luôn nha các bạn, dài tới đây luôn nè. Bởi vì là cái chắc phải lên chiếc kho rồi thêm ít đó, cái còn chiếc kia chả không hết đâu. Rồi, giờ chiếc kho ra trước nha các bạn. Đường này thì nó không có lún sâu nữa, nhưng mà chiếc nào lường thấp thấp mình đi không được nha, không lường nặng lắm.
có nhiêu ra đập hết nha các bạn. Đập đi vô bụi tre luôn. À, các bạn biết không, khi mà nó nghiêng á, nó nghiêng nó nhắn một bên ha, nhắn một bên là nó sẽ cọ vô phía bên kia đó, bụi tre đâu phải chịu không, cũng chịu không nổi với ba cái sắt. Rồi thôi video kết thúc đây nha các bạn. Cảm ơn các bạn rất nhiều đã xem video của mình nha. Thì bây giờ mình tính quay chiếc 892.2 ga nữa các bạn, nhưng mà bây giờ còn hơi lâu ha, với lại nữa nắng quá nắng rồi mình chịu hết nổi rồi các bạn ơi. Giờ mình kết thúc video mình về nha các bạn. Rồi chào tạm biệt các bạn nha.